Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Và đây là bài viết Đường, phụ gia vĩ đại nhất của nhân loại, phần 1 của Absolutely đăng trên spyroom.com. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bài viết này nha. Bài viết này nằm trong chuỗi bài viết về những chất gây nghiện, những thú phê pha của con người. Những chất này có thể làm chúng ta vui lên trong giây lát, cũng có thể giúp chúng ta du hành xuyên không gian như đi lên cung trăng tâm sự với chị Thỏ Ngọc. Các bài viết được thực hiện dưới góc độ cá nhân và không thể hoàn toàn đảm bảo tính chính xác. Trên thế giới, mía đường được trồng trên tổng diện tích hơn 260.000 km2, lớn hơn diện tích Vương quốc Anh, có giá trị kinh tế đứng thứ 3 trong số các loại cây trồng sau ngũ cốc và gạo. Khác biệt với phần lớn cây trồng trong top 10, đường có thể coi là một phụ gia không thiết yếu cho con người. Nhân loại hoàn toàn có thể sống mà không cần số đường này, thậm chí còn khỏe mạnh và xinh đẹp hơn, và có thể dùng 260.000 km2 đất đó cho việc hệ trọng hơn như xây thêm nhà chẳng hạn. Ở đây, đường tinh, sản phẩm từ mía đường hay củ cải đường, phân biệt với đường trong tinh bột đến từ ngũ cốc và hoa quả, chỉ mới xuất hiện phổ biến trên bàn ăn tầm khoảng 200 năm đổ lại. Trước đó, con người tìm kiếm vị ngọt thông qua các cách thức khác nhau, và khái niệm cho đường vào đồ ăn hầu như không xuất hiện. Một lý do chính ở đây là do quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đã biến đường từ một thứ xa xỉ phẩm thành một mặt hàng thông thường. Nói thêm là ở châu Âu vào thế kỷ thứ 15 thì đường dạng thanh có giá đắt gần bằng vàng. Chính điều này đã vô tình thay đổi thói quen ăn uống sinh hoạt của phần lớn người trên thế giới. Ngày nay, béo phì được coi là mối đe dọa lớn nhất đến sức khỏe cộng đồng. Một trong những nguyên nhân trực tiếp đến từ việc tiêu thụ đường và các sản phẩm thêm đường quá mức. Nếu đọc về giá trị dinh dưỡng của đường thì hẳn chúng ta sẽ nhận ra thứ đáng kể duy nhất mà đường mang lại đó là năng lượng, hay gọi là calorie. Tuy nhiên, có vẻ như lúc mệt mỏi đói khát, lúc mà cơ thể phát tín hiệu bổ sung năng lượng thì chúng ta thèm nước ngọt hay bánh kem hơn là thèm thịt cá thông thường. Ở đây, đường và các sản phẩm đầy đường đã thể hiện một khía cạnh đáng lưu ý. Chúng gây nghiện và chúng được tạo ra để chúng ta nghiện. Hãy nhìn vào các loại thực phẩm giải khát hàng ngày. Khi đứng trước máy bán nước tự động vào lúc nắng nóng, hẳn chúng ta, tức là những người trẻ tuổi, phải phân vân nhiều giữa Coca, Pepsi, những loại có thiết kế bắt mắt và trông đầy hấp dẫn, hay nước lọc đóng chai, loại 5.000 một chai trông lờ đờ và nhạt nhẽo như táo quần cuối năm. Có mấy ai mở tủ lạnh để lấy nước lọc? Dần dần, các hành vi trên thành phản xạ của cơ thể, giống như những người nghiện thuốc hay nghiện cồn. Chúng ta có thể kết luận rằng chúng ta có thể nghiện đường, nhưng có vẻ không nguy hiểm lắm. Chỉ ít chai Coca không in hình lá phổi bị lủng như bao thuốc. Tuy nhiên, tác hại của đường và việc tiêu thụ đường quá mức trong sinh hoạt hàng ngày có những tác hại âm thầm khác. Không đơn giản chỉ là ăn nhiều rồi thì ăn ít, béo phì thì giảm cân. Cũng giống như những người nghiện thuốc thầm hứa với bản thân không hút quá nửa bao một ngày, hay như những người nghiện rượu hứa với bạn bè rằng uống vui chứ không uống say. Các chất gây nghiện sẽ không làm bạn trở thành con quái vật hay ốm đau giai đoạn đầu. Chúng sẽ thay đổi thói quen và dần làm bạn lệ thuộc vào chúng. Lệ thuộc thì không vui. Không có gì quý hơn độc lập tự do, Bác Hồ đã nói thế. Ở đây, đường sau khi được hấp thụ sẽ tác động lên vùng viền vỏ não, phần não phụ trách cảm xúc của chúng ta. Nghiên cứu này chỉ ra rằng cách thức đường tác động vào não chúng ta giống với cách thức của chất gây nghiện thông thường. Trong công nghệ thực phẩm, có một giá trị gọi là giá trị hedonic, dùng để đo đạt mức độ thích thú khi thưởng thức và mong muốn dùng lại sản phẩm. Một nghiên cứu chỉ ra giá trị độ ngọt kích thích người dùng nhất khi ở 10%. Bám vào nghiên cứu này, các nhà sản xuất bánh kẹo, thức uống giải khát luôn cố gắng làm các sản phẩm của mình có độ ngọt quanh mức này, với mục đích làm khách hàng của họ quay lại. Giả sử con người cũng có giá trị hedonic thì bạn được bao nhiêu điểm? Có ai bảo bạn ngon lành chưa? Người yêu cũ và cả người yêu mới đã bao giờ khen bạn ngọt ngào? Nếu chưa thì nhớ ăn thêm nhiều đường vào nha. Chúng ta ăn thịt cá không thấy vui lên, nhưng ăn đường thì có. Vì thế, đường được nên tách ra khỏi nhóm thực phẩm và chịu những giám sát nghiêm ngặt hơn trong tiêu thụ. Một nghiên cứu khác chỉ ra rằng đồ uống có đường chịu trách nhiệm liên quan trực tiếp đến hơn 180.000 cái chết và con số ngày càng tăng. Vậy tại sao nhân loại không có một cơ chế chung để kiểm soát vấn đề này, hay một giới hạn nhất định như với các chất kích thích khác? Chúng ta hãy nhìn một chút vào lịch sử của đường. Người nguyên thủy biết đến đường đầu tiên có lẽ qua mật ong. Tuy nhiên, đường được biết đến thông dụng nhất thông qua cây mía đường. Đường thời gian đầu được trữ dưới dạng sắc mật hoặc dưới các loại bột được nhào với sữa, nước cốt mía. Do chưa có cách thu cất đường nên đường thời điểm này được coi là xa xỉ phẩm.
chính người Ả Rập đã nghĩ ra cách chưng cất đường. Họ buôn bán và phổ biến loại đường này ra Trung Đông, Bắc Phi và châu Á. Trong các cuộc thập tự chinh, một chiến lợi phẩm mang về châu Âu chính là đường và cách làm ra chúng. Tuy nhiên, châu Âu thì không có nguồn nguyên liệu để sản xuất, chính là mía đường, nên đường thời kỳ này vẫn khan hiếm. Vấn đề trên được giải quyết khi mà người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tìm ra châu Mỹ. Vậy là đã có nơi để trồng mía đường. Nhưng người đâu? Những người nô lệ da đen đầu tiên sang châu Mỹ chính là để phục vụ trong các trang trại mía đường, ngành công nghiệp sản xuất đường manh nha từ đây. Ngành công nghiệp mía đường phát triển cực thịnh ở châu Mỹ, đặc biệt là Brazil. Nửa sau thế kỷ thứ 19, kỹ thuật chiết xuất đường được cải thiện và việc củ cải đường cũng được dùng song song với đường mía, góp phần làm giảm giá đường. Trước thế kỷ thứ 20, đường vẫn được coi là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Phải đến năm 1942, những nghiên cứu về mặt trái của đường mới bắt đầu xuất hiện. Từ thời xa xưa, con người đã biết cách dùng các chất kích thích cho các hoạt động săn bắn hay chiến tranh. Các di tích khảo cổ chỉ ra rằng thổ dân Bắc Mỹ đã biết dùng thuốc lá trước chuyến đi dài ngày để tăng sức chống chọi với thiên nhiên. Điều này phù hợp với thuyết tiến hóa của Darwin rằng những thứ gì giúp tăng khả năng sống sót và sinh sản thì sẽ được lưu lại trong não và truyền lại cho đời sau. Có vẻ như sự ham thích vị ngọt cũng là một phẩm chất được di truyền như vậy. Người nguyên thủy sống ở thời kỳ săn bắt hái lượm đã nhận biết những thứ vị ngọt mang lại nhiều năng lượng và những thứ vị đắng báo hiệu nguy hiểm tiềm tàng. Hãy ăn càng nhiều thứ ngọt càng tốt, tích trữ năng lượng càng nhiều càng tốt, bởi bộ não người nguyên thủy đã khắc lại mệnh lệnh này. Điều này được di truyền trong gen của chúng ta, khiến ta vô thức ham muốn đồ ngọt và luôn có xu hướng bổ sung nhiều hơn mức cần thiết. Một nghiên cứu chỉ ra rằng vị ngọt là vị duy nhất thu hút những đứa trẻ sơ sinh và cũng là mùi vị duy nhất được lập trình trong đầu để như vậy. Đây hẳn là lý do vì sao khi cai sữa cho con, các bà mẹ thường bôi nước đường lên đầu ngón tay để cho đứa trẻ mút. Nhưng giờ đây, khi thế giới đã tương đối đầy đủ lương thực, vấn đề không còn là càng nhiều càng tốt, mà là thế nào là tốt nhất. Sự bùng nổ của các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe là để trả lời câu hỏi này. Ở góc độ cá nhân, con người vẫn chưa thể tự điều chỉnh được thói quen và mong muốn nguyên thủy có từ xa xưa. Ở góc độ chính sách, các biện pháp như tăng thuế và hạn chế tiêu thụ như với rượu hay thuốc lá vẫn chưa được thông qua. Có lẽ con người cần thêm thời gian để thích nghi với lối sống mới. Nếu không thích nghi được thì sớm hay muộn, thứ chúng ta phải tiêu tốn nhiều nhất chính là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Sẽ không có cấm đoán hay giáo điều ghi trên bảng đen hay được đọc trong các buổi lễ. Ai cũng có quyền thử chọn. Tuy nhiên, nếu được chọn sai hay muốn quay đầu thì xin mời đóng tiền vào y tế. Hẳn đó là lý do vì sao làm bác sĩ là ngành nghề bảo đảm và có vị trí xã hội cao. Chắc là vì ai cũng phải gặp bác sĩ một vài lần trong đời. WHO khuyến nghị số lượng đường tiêu thụ mỗi ngày không quá 10% năng lượng cần thiết mỗi ngày, tức là dưới 200 calorie cho người bình thường. Số năng lượng này tương đương với 50 gram đường. Số đường này ẩn trong các loại thực phẩm ta tiêu thụ hàng ngày, ví dụ như các gia vị phụ trợ, thực phẩm đóng sẵn hoặc hoa quả hàng ngày. Điều này dẫn đến một sự điều chỉnh thú vị ở các công ty sản xuất nước giải khác. Thay đổi lượng đường trong sản phẩm của họ luôn ở dưới ngưỡng cảnh cáo của các thông tin y tế. 70 năm trước, một lon Coca có hơn 60 gram đường, bây giờ chỉ còn lại 40 gram. Bằng cách này, họ vẫn có thể quảng cáo và bán Coca như một thứ giải khát hằng ngày. Và các nguy cơ bắt đầu từ đây. Không ai nói rằng uống một lon Coca mỗi ngày thì cơ thể sẽ hỏng hóc như thế nào. So với hút một bao thuốc mỗi ngày thì có vẻ một lon Coca vẫn ngọt ngào hơn nhiều. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn phần 2 của bài viết Thuốc lá, nghiện ngập thời công nghiệp. Bài viết được viết bởi tác giả Absolutely và được đăng trên website spyroom.com. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Ít người biết rằng thuốc lá tên chung tiếng Anh được gọi là tobacco là món quà mà thổ dân châu Mỹ tặng cho Christopher Columbus trước khi ông dong thuyền trở về châu Âu. Chỉ mất vài trăm năm, thuốc lá đã đánh bật các loại thuốc phiện ở địa phương và trở thành thứ được ngậm nhiều nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Mỗi ngày, gần 20 tỷ điếu thuốc được tiêu thụ, mang về cho các công ty thuốc lá gần 150 triệu đô. Bài viết nằm trong chuỗi bài viết về những chất gây nghiện, những thú phê pha của con người. Những chất này có thể làm chúng ta vui lên trong giây lát, cũng có thể làm chúng ta du hành xuyên không gian như đi lên cung trăng tâm sự với chị Thỏ Ngọc. Các bài viết được thực hiện dưới góc độ cá nhân và không thể hoàn toàn đảm bảo tính chính xác. Một vài thông tin bên lề, số lượng thuốc lá tạo ra mỗi năm đủ để nhét đầy tòa tháp Empire State ở nước Mỹ 60 lần, hay là đầy đấu trường cổ Colosseum ở nước Ý 250 lần. Nếu dành số nguyên đó làm duy nhất một điếu thuốc lá, thì nó sẽ cao hơn 4 km,
mỗi điếu thuốc lá sẽ đưa 10mg các hỗn hợp hóa học vào phổi. Với số lượng thuốc lá loài người hút, số lượng chất hóa học di cư đến phổi mỗi năm sẽ cần 6.000 toa tàu hàng để chở. Có khoảng 1 tỷ người hút thuốc lá trên thế giới, gần 15% dân số. Con số 15% này có xu hướng chững lại ở thời gian gần đây. Tuy tỷ lệ dân số sử dụng thuốc lá chững lại, nhưng liều lượng trung bình lại tăng lên dần đều. Nếu năm 1990, trung bình mỗi người nghiện thuốc lá tiêu thụ 54 điếu thuốc mỗi năm, thì năm 2010, con số này là 1.500 điếu. Thuốc lá là nguyên nhân trực tiếp, gần như là duy nhất. Các nguyên nhân thứ yếu là do virus, di căn của ung thư phổi và là nguyên nhân gián tiếp của 14 loại ung thư khác. Riêng ung thư phổi gây ra cái chết của 20-30% tổng số ca tử vong vì ung thư. Nghe nguy hiểm thế sao người ta vẫn hút? Bởi vì hút thuốc là cách đơn giản, tiện dụng và phù hợp trong một số hoàn cảnh nhất định để giải tỏa stress. Trong guồng máy lao động 8 năm của thời hiện đại công nghiệp, thuốc lá là thứ giải trí, tiêu khiển dễ thực hiện. Nó giống như một vài phút giải tỏa trong chuỗi dài công việc. Nếu so sánh với các hình thức giải tỏa bằng chất kích thích khác, rõ ràng hút thuốc lá nhanh gọn và hợp pháp hơn. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng mức độ hưng phấn hay là thư giãn tỷ lệ thuận với mức độ dopamine tiết ra trong não của các chất có cồn và thuốc lá bằng một nửa đến xấp xỉ mức độ khi có quan hệ tình dục và bằng 1/3 đến 1/10 mức độ bạn đang sử dụng các sản phẩm từ cocaine hay là meth. Giả sử như lúc 10 giờ sáng, sau một cuộc họp căng thẳng mà bạn muốn giải lao, giải tỏa thì có những cách nào? Bạn không thể uống rượu hay là hất cùn. Bạn cũng chưa tu đến mức độ bạn chỉ cần nhắm mắt lại tĩnh tâm rồi mọi thứ sẽ ổn. Bạn cũng không muốn quẹt ngang quẹt dọc, nói chuyện thông minh, rồi tốn tiền và thời gian cho những công đoạn lằng nhằng. Cuối cùng hiệu quả cũng chỉ như một vài điếu thuốc lá. Có lẽ đây là lý do mà phim ảnh cổ điển hay có những cảnh những người đàn ông ngồi trong tĩnh lặng, thở khói mịt mù như này. Một vài nghiên cứu chỉ ra rằng 90% số người nghiện thuốc lá bắt đầu khi còn đi học và 75% trong số này phụ thuộc vào thuốc lá cho đến hết cuộc đời. Thống kê cho thấy lý do bắt đầu chủ yếu là bị tác động bởi môi trường, xung quanh có nhiều người hút thuốc, phim ảnh, ảnh hưởng từ bạn bè. Điều này cho thấy nguy cơ của ngành truyền thông giải trí đối với các đối tượng dễ bị tổn thương như là trẻ em ở tuổi thiếu niên. Thứ hay là cái cách thức đầu tiên chúng ta dùng để giải trí có thể trở thành tính cách hoặc là cái án chung thân của cuộc đời mỗi con người. Nicotine và cây thuốc lá. Thứ làm chúng ta say đắm trong thuốc lá là nicotine. Nicotine là một thành phần trong cây thuốc lá, có tác dụng tự nhiên nhằm giúp cây thuốc chống chọi lại với sâu bệnh và vì thế được coi là thuốc trừ sâu thực vật, để lại nơi nó hoạt động như một loại thuốc trừ sâu thực vật. Khối lượng nicotine chiếm khoảng 1,5% khối lượng của một điếu thuốc lá thương mại. Trước khi điếu thuốc lá trở nên phổ biến, có nhiều hình thức để hấp thụ nicotine như là nhai, ngậm, v.v. Do các hình thức này thông qua đường tiêu hóa nên thời gian tác dụng lâu. Đến thế kỷ thứ 8, hình dạng điếu thuốc như hiện nay trở nên phổ biến. Lý do cho sự phổ biến này là công thức để trộn nicotine vào các loại phụ gia, chất hóa học khác nhằm làm giảm thời gian nicotine tác động vào cơ thể. Ở thời kỳ đầu, lá và rễ cây thuốc lá được phơi khô, băm nhỏ rồi trộn với nhựa thông tạo thành các viên thuốc. Những viên thuốc này được đốt trong các tẩu thuốc, trở thành hình ảnh quen thuộc trong giới quý tộc châu Âu. Điếu thuốc có hình dạng như ngày nay hình thành vào thế kỷ thứ 19. Trước đó, các điếu thuốc dạng cuộn không được chào đón trên thị trường do có giá thành cao. Phải đến năm 1864, khi các máy cuộn thuốc lá tự động đầu tiên ra đời, thuốc lá mới thực sự bùng nổ. Một phát minh quan trọng trong ngành công nghiệp thuốc lá là giấy cuộn nhân tạo, được phát minh vào đầu thế kỷ thứ 20. Trước thời điểm này, điếu thuốc được cuộn lại bằng lá cây thuốc lá ngâm dầu rồi phơi khô, nên khó bảo quản và vận chuyển đường dài. Hệ thống tự động và giấy cuốn nhân tạo đã tạo nên bộ mặt thuốc lá ngày nay, một ngành công nghiệp trị giá gần 60 tỷ đô la vào năm 2020. Nicotine lên nhanh, xuống nhanh. Nicotine trong thuốc lá hấp dẫn bởi yếu tố nhanh, gọn, tiện lợi. Tuy nhiên có một tác nhân cũng góp phần không nhỏ vào sức hút của nicotine, đó là ít hoặc là hầu như không có tác dụng phụ trong thời gian ngắn. Chúng ta thường nghe nói đến cái tác dụng nhãn tiền khi sử dụng các chất kích thích, đau, mỏi, mất cảm giác, ăn không ngon, ngủ không yên. Tuy nhiên điều này không hoàn toàn đúng. Có nhiều loại chất kích thích hầu như không có tác dụng phụ rõ ràng lên cơ thể. Điều này vô hình chung làm con người lạm dụng và phụ thuộc vào chúng. Ở đây kể đến các dòng thuốc an thần hoặc là các sản phẩm ma túy được tinh chế sẽ được nói kỹ hơn ở các phần sau. Khi chúng ta sử dụng thuốc lá, chỉ tầm 10 mấy giây là nicotine đã thấm qua khí quản vào máu. 30 giây sau là số nicotine này đã lên đến não, kích hoạt não giải phóng dopamine. Adrenaline cũng đồng thời được giải phóng,
tăng nhịp tim và giảm thở của đường hô hấp. Tác dụng mạnh nhất trong vòng 3 phút đầu và mất dần trong 30 phút tiếp theo, khiến người hút thuốc bắt đầu có khao khát hút thêm ở thời điểm này. Biểu đồ thể hiện mức độ giải phóng dopamine của 4 chất: amphetamine, cocaine, nicotine và morphine. Có thể thấy đặc điểm của nicotine và cũng là của amphetamine là đường dựng đứng thẳng cột cờ, aka lên nhanh xuống nhanh, chứ không uốn lượn mỹ miều như một vài chất khác. Điều này tạo nên tính chất đặc biệt của việc nghiện nicotine. Luôn kích thích mong muốn được lặp lại trong thời gian ngắn, bộ não sẽ luôn yêu cầu hoặc là mong mỏi chúng ta hút thêm điếu thứ hai, thứ ba để giữ mức độ phê pha trên đỉnh luôn như vậy. Thứ thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng ta có thể thấy rằng nicotine được dùng như là thứ gây nghiện và khác với các thể loại nghiện lành mạnh khác như là tập yoga, làm từ thiện, vân vân. Việc nghiện nicotine đi kèm với hành động hút thuốc lá sẽ đưa vào cơ thể chúng ta nhiều chất hóa học độc hại. Mỗi điều thuốc đưa vào cơ thể chúng ta chứa gần 1 mg hợp chất, trong đó chỉ có 1 mg là nicotine. Cái 1 mg này làm chúng ta phê pha và quên đi hoặc là bất chấp sự hiện diện của 9 mg còn lại. 9 mg âm thầm này có hai tác dụng: một, làm tăng sự phê pha và nhanh chóng của 1 mg nicotine kia, và hai, là làm giảm tuổi thọ của chúng ta theo những cách đau đớn nhất có thể. Đã có ít nhất 70 hợp chất trên tổng số 7.357 hợp chất tìm thấy trong thuốc lá được thừa nhận là gây hại cho sức khỏe người dùng. Có thể kể tên một vài chất như là benzene, acrolein, propanol, aromatic amine. Các hợp chất này đều bị cấm dùng trong thực phẩm, nhưng thuốc lá thì không. Mới biết các công ty thuốc lá có hậu thuẫn chống lưng mạnh đến như thế nào. Phần 3. Cồn, chất dẫn tâm hồn. Ok, bắt đầu nhé. Ít người biết rằng các loại đồ uống lên men, tiền thân của bia rượu ngày nay, là một trong những động lực thúc đẩy con người từ bỏ lối sống săn bắt, hái lượm để chuyển sang lối sống trồng trọt, chăn nuôi, mở ra một chương mới cho lịch sử loài người. Từ hàng nghìn năm trước, và có lẽ là cho đến tận ngày nay, thì rượu bia và các chất có cồn vẫn được coi là thứ thực phẩm hấp dẫn nhất của loài người. Lịch sử thế giới hẳn sẽ khác đi nếu không có loại đồ uống này, bởi nhiều trang trong đó được viết trong cơn say. Bài viết nằm trong chuỗi bài về những chất gây nghiện, những thú phê pha của con người. Những chất này có thể làm cho chúng ta vui lên trong giây lát, cũng có thể giúp chúng ta du hành xuyên không gian, như là đi lên cung trăng tâm sự với chị Thỏ Ngọc chẳng hạn. Các bài viết được thực hiện dưới góc độ cá nhân và không thể hoàn toàn bảo đảm tính chính xác. Lịch sử của những cơn say. Loài người không phải là loài duy nhất biết thưởng thức thứ thức uống chứa cồn. Từ 2 thế kỷ trước, các nhà khoa học đã phát hiện ra những con voi ở Nam Châu Phi rất thích ăn trái marula chín giữa trên cây và thường hung hăng bất thường sau khi thưởng thức thứ quả này. Vào mùa quả chín, những đàn voi tìm đến những cánh rừng marula để thưởng thức những quả đã chín và đang lên men dưới tác động của mặt trời. Các ghi chép trải dài từ tinh tinh, chuột túi rồi thỏ có xu hướng thích ăn trái cây chín giữa hơn là trái cây thông thường và có những hành vi kỳ lạ so với bản năng của chúng. Clip này ghi lại cảnh những con khỉ trên đảo Kitts thuộc quần đảo Caribe đang trộm rượu rồi cocktail từ khách du lịch. Hẳn là một bọn khỉ có gu. Đám khỉ này hẳn là sẽ hào hoa phong nhã và văn vở hơn đám khỉ đường phố dàn trận đánh nhau như trong clip này. Để tìm hiểu tại sao thế giới có thể quay cuồng siêu vẹo vì cồn như vậy, chúng ta cần tìm hiểu cách thức hoạt động của cồn. Cồn hay ethanol được tạo ra khi các vi sinh vật đặc biệt tiêu hóa đường trong trái cây chín hoặc thực phẩm được ủ. Quá trình này được gọi là ủ men. Không ai biết chính xác con người ủ men thực phẩm để tạo ra các thức uống có cồn từ bao giờ, nhưng các bằng chứng khảo cổ cho thấy rằng đây là một phát kiến độc lập từ thời kỳ đầu sơ khai của các nền văn minh. Các mảnh gốm vỡ có chứa dư lượng cồn được tìm thấy ở Trung Quốc có niên đại 7.000 năm trước công nguyên, cho thấy con người đã nấu rượu bia từ rất sớm. Ở Trung Đông hay là Nam Âu, các dấu vết tương tự cũng được tìm thấy.
Sự phong phú trong chủng loại và sự phân bố trải rộng cho thấy bia rượu đã là một phần của đời sống con người từ hàng nghìn năm nay rồi. Ở thời kỳ này thì bia rượu được làm chủ yếu từ lúa gạo, lúa mạch, mật ong hay là các loại trái cây bản địa. Năm 2100 trước công nguyên, bộ luật đầu tiên của thế giới, bộ luật Hammurabi, có điều luật dành cho các chủ quán rượu, biến chủ quán rượu thành một trong những nghề được điểm danh sớm nhất trong muôn vàn ngành nghề lao động trên toàn cầu. Điều 108 bộ luật Hammurabi: nếu người chủ quán ăn gian nói dối khi bán bia rượu, tức là đong rượu bia ít hơn số tiền hoặc số ngũ cốc được người mua trả, thì sẽ bị kết tội và quăng xuống nước. Theo Hiệp hội Bảo vệ Người tiêu dùng đã có từ 4.000 năm trước. Việc sản xuất bia rượu ở thời kỳ này thường mang tính hộ gia đình và thời vụ, do không có phương thức sản xuất và bảo quản quy mô lớn. Sau mùa thu hoạch nông sản, các sản phẩm dư thừa sẽ được nấu thành rượu và tích trữ, như là một cách bảo quản và tránh lãng phí thực phẩm. Bia rượu thường được lên men từ các loại ngũ cốc như là kê, gạo và là thức uống tương đối phổ biến trong xã hội. Do hạn chế trong cách thức chế tạo và nguồn nguyên liệu, các loại đồ uống này hiếm khi có độ cồn vượt quá 13%, do các vi sinh vật lên men sẽ chết ở tỷ lệ này. Một số quán bia rượu có độ cồn cao hơn do việc lên men chủ yếu trên trái cây như là nho, táo nên là tương đối hiếm và đắt, phụ thuộc vào địa điểm địa lý và khí hậu khu vực. Ví dụ như ở Nhật hay Trung Quốc thì rượu bia được nấu chủ yếu bằng gạo. Ở Nam Mỹ thì ngũ cốc và thảo dược được đun nóng và lên men cùng nhau. Ở Mexico, nhựa xương rồng là thức uống lên men ưa thích của nhiều người. Ở Nam Phi thì chuối được dùng làm rượu. Ở khu vực Lưỡng Hà hay Hy Lạp cổ đại, nơi nổi tiếng với các cánh đồng nho, người ta thường buôn bán trao đổi loại rượu này như là một đặc sản của vùng. Phải đến thế kỷ thứ 10, rượu mạnh ra đời ở Trung Đông nhờ một phương pháp sản xuất mới, đó là chưng cất. Cồn bốc hơi ở nhiệt độ thấp hơn nước, nên rượu, cồn có thể được chưng cất bằng cách đun sôi rượu, thu hỗn hợp khi bay hơi ở nhiệt độ nhất định rồi làm nguội. Do có độ cồn cao nên rượu mạnh có thể bảo quản được lâu, thích hợp cho việc trao đổi và buôn bán. Tuy là quê hương của rượu mạnh, nhưng Trung Đông do ảnh hưởng của Hồi giáo dần dần từ bỏ và tẩy chay loại đồ uống này. Châu Á thì vẫn trung thành với cách lên men truyền thống và buôn bán ở quy mô hộ gia đình, nên rượu mạnh và các sản phẩm có cồn trở thành mặt hàng độc quyền của châu Âu từ đó đến nay. Rượu gin và brandy được người châu Âu mang đi đổi trác khắp thế giới, mang về cho họ nô lệ, cao su, dầu cọ và cả bông nữa. Ở tân thế giới, rượu gin hay brandy là hàng hóa độc quyền từ châu Âu để đổi với các sản vật ở đây. Nếu coi cướp biển vùng Caribe, thì chúng ta có thể thấy Jack Sparrow quý cái bầu rượu của mình hơn bất cứ thứ gì. Thứ Jack uống là rượu rum, loại rượu được làm từ mía đường, vốn được trồng rất nhiều ở Nam Mỹ. Rượu rum có thể được coi là rượu bản địa của vùng Nam Mỹ thời kỳ Jack Sparrow. Ở thời kỳ của những chuyến đi biển và buôn bán xa nửa vòng trái đất này, việc trữ nước ngọt trên thuyền trở nên khó khăn và không thực tiễn. Người ta thường trộn rượu với nước để lưu trữ. Lý do chính nằm ở việc cồn có tính diệt khuẩn, giúp bảo quản nước lâu dài. Lý do phụ là cái nước ấy ngon và phần nào tốt cho tinh thần hơn. Trong quá trình trở nên phổ biến và trở thành thói quen thường ngày của con người, rượu bia cũng phải trải qua nhiều phen long đong. Thái độ của con người với rượu bia có thể tóm tắt vui bằng câu nghiện nhưng ngại. Tôn giáo dè chừng rượu bia và dần tiến tới cấm cản. Các quốc gia thường đánh thuế rượu như một hình thức hạn chế tiêu thụ loại thức uống này. Thời Hậu Lê ở Việt Nam từng cấm uống rượu. Buôn bán rượu cũng thường bị cấm đoán hoặc kiểm soát gắt gao trong lịch sử Việt Nam. Đó là lý do tại sao mà Hà Nội không có hàng rượu chăng? Sau cách mạng công nghiệp, việc sản xuất rượu bia được làm hoàn toàn công nghiệp. Việc thu mua trao đổi sản phẩm trở nên dễ dàng. Việc sản xuất nhỏ lẻ quy mô gia đình biến mất vào cuối thế kỷ 19. Sự phát triển của công nghệ lên men và công nghệ làm lạnh đã thay đổi đáng kể cách làm rượu bia. Các hãng bia lớn trên thế giới như là Busch, Carlsberg, Asahi chủ yếu được thành lập vào thời kỳ này. Hẳn nhiều người sẽ thắc mắc
tại sao bia ngày nay quanh quẩn ở mức 4-5% cồn, còn rượu vang là 11-15% cồn? Bởi vì các con số đó là các con số được tính toán về mặt thương mại để thu được hiệu quả kinh tế cao nhất. Một người có thể tiêu thụ từ 1-1,5 lít nước trong một thời gian ngắn, và 5% của số đó là 50-75 ml cồn là ngưỡng an toàn để chúng ta có thể về nhà và vui tiếp hôm sau. Những lon bia như chúng ta thấy ngày hôm nay đã được tính toán để chúng ta có thể vui vẻ ngày vài lon. Mỗi ngày 2-3 lon hẳn sẽ tốn tiền hơn là một ngày uống hẳn lít rượu nếp cái hoa vàng, rồi đầu óc ngơ ngác mồm ngậm cả tuần, đúng không? Tại sao cồn làm ta bay? Mặc dù có hàng nghìn năm lịch sử, nhưng tác dụng của rượu bia đối với hệ thần kinh con người lại có tương đối ít nghiên cứu so với các chất kích thích khác. Ở cơ thể bình thường, rượu bia được hấp thu rất nhanh, 20-30 phút đầu qua đường tiêu hóa, 20% tại dạ dày và 80% tại ruột non. Sau khi hấp thu, rượu cồn hòa vào máu và được trung chuyển đi khắp cơ thể. Một nghiên cứu chỉ ra rằng thứ tác động mạnh vào hệ thần kinh con người là acetaldehyde, vốn là chất được chuyển hóa từ cồn ethanol nhờ hệ thống enzyme ADH ở thành ruột. Bình thường chất này sẽ được hấp thụ và đào thải qua gan như một quá trình thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, nếu số lượng acetaldehyde quá lớn, tức là uống quá nhiều, gan sẽ không đào thải kịp thời và acetaldehyde sẽ xâm nhập vào hệ thần kinh ở não. Thời gian và liều lượng acetaldehyde trong não trước khi được thải độc qua gan sẽ quyết mức độ say xỉn và các phản ứng phụ của quá trình này. Một trong những nghiên cứu đầu tiên cho thấy rằng cồn có khả năng ức chế sự giải phóng chất dẫn truyền thần kinh từ vỏ não. Những nghiên cứu sau đó chỉ ra sự hiện diện của cồn trong máu sẽ ức chế nhiều loại chất dẫn truyền thần kinh khác nhau. Việc này tác động trực tiếp vào khu vực vỏ não trước trán và thùy thái dương, vốn chịu trách nhiệm chính cho xúc giác và trí nhớ ngắn hạn. Điều này lý giải cảm giác xa rời thực tế và chứng mất trí nhớ tạm thời của những người sử dụng rượu bia. Ngoài ra, một số khu vực khác trong hệ thần kinh cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến sự giải phóng của các hợp chất khác nhau. Chúng ta thường nhắc đến cảm giác vui vẻ khi uống rượu bia, nhưng trên thực tế, dopamine hay endorphin vốn giúp chúng ta vui vẻ không phải là thứ duy nhất được tiết ra trong hệ thần kinh lúc này. Nhiều người sẽ trải qua nhiều cảm giác cảm xúc khác nhau khi say xỉn, bao gồm cả buồn bã, giận dữ và hối hận nữa. Vì thế, một vài ly đầu tiên có thể giúp chúng ta vui vẻ, thoải mái bằng cách làm chúng ta bay lên, quên đi cuộc sống phiền muộn, nhiều áp lực tẻ nhạt bế tắc và có thể tận hưởng bản thân và giây phút hiện tại trong giây lát. Ở vài ly tiếp theo, tức là ở mức độ gan không đào thải được, các thứ phức tạp trong não chúng ta bắt đầu xảy ra, khiến ta cảm nhận những cung bậc cảm xúc mà bình thường ta không có. Đây có thể coi là sự rối loạn hệ thần kinh thể nhẹ. Nếu tình trạng này thường xuyên xảy ra, thì não có thể bị tổn hại và suy giảm chức năng vĩnh viễn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn uống và thỉnh thoảng uống quá đà, bởi vì cũng như thuốc lá, bia rượu thành một tiêu chuẩn, một cách thức ngầm để mọi thứ hoạt động. Chúng ta phải bớt dè chừng nhau thì hợp đồng mới được ký, bí mật mới được kể. Và giả sử sau bàn nhậu mà vẫn là anh em với nhau được thì mối quan hệ có khả năng bền lâu. Hãy xem những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng thế giới nói gì về chứng nghiện rượu của mình. Hemingway nói rằng ông uống để thấy thế giới và những người xung quanh thú vị hơn. Behan thì nói rằng tôi, giới nhà văn nói chung là những kẻ nghiện rượu có vấn đề với việc viết lách. Fitzgerald thì viết: đầu tiên ta uống rượu, sau đó rượu uống thêm rượu, rồi cuối cùng rượu trở thành ta. Có vẻ như là mưu cầu rời xa thực tế đã trở thành khát khao thường trực đối với giới nhà văn nói riêng hay là văn nghệ sĩ nói chung. Những người đôi khi hơi quá nhạy cảm với cuộc sống xung quanh và muốn lảng tránh vào cuộc sống, suy nghĩ của riêng mình. Ở Việt Nam có một nhân vật say nổi tiếng là Chí Phèo. Trước khi đi vào nhà Bá Kiến lần cuối và trở thành huyền thoại, Chí Phèo đã uống hết 2 chai rượu. Nghĩa là lúc ấy Chí Phèo đã say. Nhưng trước khi đâm Bá Kiến, Chí Phèo lại nói 3 câu rất tỉnh đòi lương thiện.
Có lẽ cuộc đời Chí Phèo chủ yếu là say. Nhưng trong cơn say cuối cùng trong cuộc đời, Chí Phèo đã bừng tỉnh. Trong khoảnh khắc bừng tỉnh ấy, khi nhận ra cái thứ mà mình tìm kiếm không thể có trong cuộc đời này, Chí Phèo giết Bá Kiến và chấm dứt đời mình. Hẳn đây là tâm thế chung của những người muốn uống nữa, uống mãi. Họ tìm kiếm một cái gì đó trong những cơn say này. Kết. Cồn khác biệt với những chất kích thích khác không chủ động kích thích giải phóng dopamine trong hệ thần kinh chúng ta. Rượu bia có thể coi là một chất ức chế thần kinh, giúp chúng ta thư giãn trong giây lát. Việc tiêu thụ rượu bia ở cường độ lớn và trong thời gian dài có thể coi như là một dạng đầu độc hệ thần kinh và các cơ quan nội tạng khác. Gan là cơ quan đứng mũi chịu sào đầu tiên và xơ gan là một chứng bệnh phổ biến. Cảm giác đau nhức các cơ sau khi tiêu thụ rượu bia xong báo hiệu cơ thể bạn không hấp thụ, không chuyển hóa nổi lượng cồn được đưa vào. Hãy uống ở dưới ngưỡng này để đảm bảo bạn không làm điều gì ngu ngốc và sống thọ hay là sống thực tế lâu dài nhé. Các bài viết được thực hiện dưới góc độ cá nhân và không thể hoàn toàn đảm bảo tính chính xác. Thuốc phiện được chiết xuất từ nhựa cây lấy từ quả hay thân của cây anh túc. Anh túc là cây thân mềm, vòng đời khoảng 2 năm. Toàn thân màu phớt lục, lá hình bầu dục dài, mọc ôm thân, nở hoa vào mùa hè, mọc riêng lẻ ở ngọn. Hoa cây anh túc nở hướng lên trên, có các màu đỏ, tím và trắng. Hoa chống rụng, quả hình cầu, trong có nhiều hạt nhỏ. Về cơ bản, cây anh túc và cây cần sa tương đối phổ biến được trồng trên khắp thế giới. Ở Việt Nam, các loại cây này chưa được phép trồng và tiêu thụ. Với số lượng ít thì lần đầu sẽ bị xử phạt hành chính, lần sau sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. Lưu ý, đây là trồng và tự sử dụng, còn mua bán và tàng trữ thì bị truy tố ngay từ lần đầu tiên. Đây là bài báo về một thanh niên trồng gần 3.000 cây hỗn hợp cần sa anh túc và đã bị truy tố hình sự. Vỏ quả cây anh túc từng được sử dụng phổ biến trong đông y, có tính bình, vị chua chát, độc, chứa morphine, codeine, narcotin, papaverine, dùng như thuốc giảm đau, giảm ho, tiêu chảy. Vỏ của cây anh túc có thể được coi như là paracetamol của thời xưa và được dùng rất phổ biến. Người xưa phơi khô, thái nhỏ vỏ anh túc, rồi trộn với mật ong thành bột. Khi dùng sẽ hòa với nước đun uống. Từ anh túc thành thuốc phiện là một hành trình dài. Để lấy thuốc phiện, quả anh túc sẽ được rạch ngang để lấy nhựa. Nhựa khô được chế biến thành thuốc phiện hoặc được tinh chế để thành các loại ma túy liều lượng cao như heroin, meth. Lịch sử thuốc phiện và những đế chế ma túy đầu tiên. Hình ảnh của mầm hoa cây thuốc phiện hay anh túc từ xưa đã được chêm vào các hình tượng tôn thờ. Trong phòng triển lãm hình tượng từ nước Assyria tại Viện Bảo tàng thành phố New York, trên hình điêu khắc nổi từ cung điện của Ashurnasirpal đệ nhị ở Nimrud, có một vị thần có cánh tay ôm một bó hoa thuốc phiện thân dài. Nhiều nền văn minh cổ đại có cây anh túc với tên gọi có ý nghĩa như cây của niềm vui, hoa mặt trời. Cây anh túc cũng xuất hiện trong các tác phẩm Odyssey nổi tiếng của Homer. Trước thế kỷ thứ 15, thuốc phiện thường được nhai hoặc uống. Cùng với sự phổ biến của thuốc lá, việc đốt và hút dần trở thành phổ biến. Trong thế kỷ thứ 17-18, thuốc phiện được trộn lẫn với thuốc lá và là một mặt hàng buôn bán phổ biến của Anh và Hà Lan thời kỳ này. Do dễ sản xuất, nguồn cung dồi dào từ các lục địa cùng với năng lực và chế biến để tạo ra sản phẩm độc quyền, Anh và Hà Lan dễ dàng biến thuốc phiện thành mặt hàng bình dân, bán cho cả thế giới. Không chỉ Trung Quốc với gần 500 triệu dân thời đó chìm đắm trong khói thuốc phiện, mà cả ở Tây Ban Nha, Brazil hay ngay cả London cũng chịu cảnh tương tự. Điều này gây nên cuộc chiến thuốc phiện đầu tiên vào năm 1839 giữa Anh và Mãn Thanh Trung Quốc. Triều đình Mãn Thanh vì bực tức trước cảnh toàn dân mê đắm và mất tiền cho thứ thuốc vô bổ ngoại quốc này nên cấm sử dụng và tiêu hủy số lượng lớn. Thời đó chưa có hàng rào thuế quan hay tổ chức thương mại thế giới nên những chuyện như này mới xảy ra.
Cougar một thuyền thuốc viện, thường được trồng ở thuộc địa Ấn Độ vào thời kỳ này, trở đến Quảng Châu hoặc Thượng Hải đổi lấy vàng bạc và kim loại, thì chẳng mấy chốc mà thành cường quốc. Buôn bán thuốc viện đã trở thành một trong những nghề thu lời lớn nhất và được đánh giá là tội ác kéo dài nhất và mang tính hệ thống quốc tế trong thời hiện đại. Cho đến ngày nay, dù đã có Liên Hiệp Quốc và những thứ na ná như thế, việc buôn bán thuốc viện và sản xuất vẫn diễn ra tấp nập trên toàn cầu. Nếu như 100 năm trước, rất nhiều người, đơn vị sản xuất, thì bây giờ chỉ một vài đơn vị sản xuất, nguồn cung giảm làm giá sản phẩm tăng. Sản xuất thuốc viện và các sản phẩm kèm theo biến thành ngành nghề siêu lợi nhuận, rất thích hợp cho các quốc gia tổ chức trong bóng tối hoặc cần miếng chứ không cần tiếng. Trùm ma túy người Colombia Pablo Escobar có câu nói nổi tiếng: "Không có công ty nào ở Colombia lấy nhiều đô la từ Hoa Kỳ hơn chúng tôi", để cho thấy mức độ siêu lợi nhuận của việc này. Escobar được dự đoán có khoảng 30 tỷ đô lúc chết vào năm 1993. GDP Việt Nam lúc đó chưa được một nửa con số đó. Từ thuốc viện đến heroin. Nếu thuốc lá có nicotine thì thuốc viện có morphine. Cái tên morphine được lấy tên từ vị thần ru ngủ Hy Lạp Morpheus. Năm 1803, dược sĩ người Đức Friedrich Suttner chiết xuất được chất morphium từ cây anh túc. Nếu nicotine làm bạn tỉnh táo, khô thoáng thì morphine làm bạn mơ màng. Tác dụng nổi bật nhất của morphine là giảm đau bằng cách ức chế vỏ não và thùy thái dương, ngăn chặn các tín hiệu thần kinh đi lên đến não. Tác dụng phụ của morphine là gây nên sự buồn ngủ do một cơ chế của não bộ khi không nhận được các tín hiệu của thần kinh. Người sử dụng morphine có thể giảm bớt cơn đau mà không ảnh hưởng đến chức năng khác của não bộ. Hãy phân biệt với cồn trong bia rượu ở bài trước, làm não bộ chúng ta lú lẫn tiết loạn xạ hormone, làm ta mơ màng. Cảm giác mơ màng của morphine tương đối khác biệt, có thể coi là nửa mơ nửa tỉnh. Đây có thể coi là một điều khác biệt của morphine và các thứ phức tạp hơn chế từ morphine. Cơ thể, cụ thể là não bộ, sẽ không đòi hỏi vô thức các chất này. Nếu bạn khỏe mạnh, không đau ốm, tâm lý sinh lý bình thường, vui vẻ yêu đời 100 điểm công dân, khả năng cao là bạn sẽ không nghiện morphine, dù có tái sử dụng nhiều lần. Nhưng nếu bạn đau đầu hoặc đau lòng, kinh niên, thì khả năng bạn sẽ thích, thử và lệ thuộc vào nó rất cao. Ôi bạn ơi, sức đề kháng kém là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ. Để tìm hiểu về morphine, hãy tìm hiểu qua về một người anh em cùng cha khác ông nội với morphine. Vốn là kẻ hủy diệt linh hồn, tổng tư lệnh chất kích thích, chiến thần đê mê, chúa tể tâm thần, tù trưởng đờ đẫn, number one VIP pro hàng cấm quốc gia, huyền thoại phê pha, đức chúa cởi áo mộng, lãnh chúa của các thế hệ dân chơi đời đầu. Vâng, đó là heroin. Tình cờ, heroin được ra đời khi con người nghiên cứu tìm cách chống lại tác dụng không mong muốn của morphine khi dùng trong y tế, đó là trạng thái mơ màng và buồn ngủ. Trước đó, morphine được dùng như thuốc giảm đau và trị các bệnh đường hô hấp. Tuy nhiên, tình trạng của người bệnh lệ thuộc vào thuốc và sự mất tập trung làm các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu và điều chế các hợp chất mới. Người tạo ra heroin đầu tiên là nhà hóa học Felix Hoffman vào ngày 21 tháng 8 năm 1897. Cũng chính Hoffman là người tạo ra aspirin, cũng là một loại thuốc giảm đau nổi tiếng thế giới khác, chỉ 10 ngày trước đó. Heroin được ông tạo ra ban đầu từ pha chế morphine cũng có mục đích tương tự, đó là giảm đau. Ông đã kiểm tra tính gây nghiện trên chính các nhân viên nhà máy và thấy các tác dụng không mong muốn của morphine đã không còn. Heroin nhanh chóng được xuất xưởng và được chào đón nồng nhiệt. Từ heroin lấy từ heroic, tiếng Đức nghĩa là anh hùng, để chỉ những tác dụng kỳ diệu của thuốc này. Dù với mục đích ban đầu là giảm đau và chữa ho, heroin dần được sử dụng rộng rãi như một thứ thuốc đa năng, đa tác dụng, từ chữa bệnh động kinh đến ung thư dạ dày. Trong 30 năm đầu tiên sau khi xuất hiện, heroin được bán trong các chai nhỏ tại Đức, có thể chứa tổng cộng đến 10 gram, bán công khai cho bất cứ ai có nhu cầu. Hãy làm phép so sánh. Ở thời giá hiện tại thì 10 gram heroin có giá tầm 1.200 đến 2.000 đô, và việc tàn trữ mua bán số lượng này sẽ bị đi tù từ 7 tới 15 năm. Luật Việt Nam. Vậy tại sao heroin lại từng có quá khứ huy hoàng đến như vậy?
Lý do nằm ở việc ban đầu heroin là thuốc uống và mỗi viên chỉ chứa khoảng 50mg heroin. Việc này giúp giảm đáng kể tác dụng của heroin và ở khía cạnh nào đó mang đến những tác dụng tốt. Chỉ đến khi người Mỹ tìm ra các chiết xuất heroin và thay vì uống, họ tiêm thẳng vào tĩnh mạch bệnh nhân như tiêm morphine và vô tình khám phá ra một trong những loại ma túy tốt nhất thế giới. Đến năm 1931, morphine, heroin và nhiều hợp chất sử dụng trong y tế bị hạn chế và cấm dần. Tuy nhiên, càng cấm thì người càng ham, thuốc càng có giá nên mới có xảy ra tình trạng 10g heroin trượt giá từ vài chục mark đến vài ngàn đô như hiện nay. Heroin tác dụng lên hệ thần kinh như thế nào? Về cơ bản, heroin là morphine được pha chế thêm. Chính vì thế, chúng ta có từ tinh khiết như nói về heroin và các loại ma túy tổng hợp sẽ được nói ở bài sau. Và vì được pha chế, heroin tác dụng nhanh và mạnh hơn morphine, không có phản ứng phụ đáng kể như buồn ngủ và đờ đẫn như morphine, và đặc biệt được pha chế để kích hoạt giải phóng cả dopamine trong não bộ. Chúng ta hay quen với những hình ảnh người nghiện ma túy lờ đờ và vật. Nhưng trên thực tế, một liều heroin trong chừng mực sẽ giúp người dùng có một khoảng thời gian tất cả đều tốt. Giống như mọi chỉ số của bạn đều được buff, bạn khỏe hơn, suy nghĩ tập trung và lạc quan, nhiều tin tưởng và đầy tình yêu cuộc sống. Không phải ngẫu nhiên mà trong chiến tranh Việt Nam, lính Mỹ lại nghiện heroin chứ không phải các thứ gây nghiện khác. Câu trả lời có thể đơn giản là nó tốt, vào lúc cần phải tốt. Những lúc không cần tốt lắm thì sao cũng được. Vấn đề luôn là lúc nào là cần thiết và bao nhiêu là đủ. Đối với con người thì chẳng bao giờ là đủ cả, nên mỗi năm vẫn vài chục ngàn người chết vì sốc heroin. Cái đáng sợ của heroin nằm ở việc nó làm mọi thứ tốt hơn hẳn hiện thực, làm mọi thứ xa rời hiện thực. Và vì thế, luôn làm người sử dụng nghĩ tới nó. Trích lời một người nghiện: ngày nay, một số quốc gia trên thế giới vẫn cho phép sử dụng heroin, trong đó có Anh Quốc, trùm buôn thuốc phiện ngày xưa. Ở liều lượng hợp lý, heroin có tác dụng giảm đau và an thần, thích hợp cho các bệnh nhân điều trị các bệnh ác tính kéo dài. Tuy nhiên, chữ hợp lý là một chữ rất khó sử dụng đúng. Chúng ta thường phải trải qua nhiều mất mát hoặc phải đóng nhiều tiền cho y tế để biết thế nào là hợp lý. Cần sa bao giờ mới được hợp pháp hóa? Của tác giả Absolutely. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chính của bài viết. Cùng với cây thuốc phiện hay còn được gọi là cây anh túc, cần sa cũng có một lịch sử dài hàng nghìn năm và sớm được con người sử dụng. Ở Việt Nam, cần sa còn được biết đến dưới cái tên như là cây gai dầu, cây tài ma. Cây cần sa có nhiều họ khác nhau, vốn bắt nguồn từ Trung Á, sau sớm được trồng trên khắp thế giới. Mục đích đầu tiên có lẽ là để tách sợi từ thân cây, sợi đó dùng để đan vải và vật dụng hàng ngày. Về sau khi khám phá ra khả năng sát khuẩn, gây tê và khả năng tác động lên tâm trí của người dùng cần sa, loài người sử dụng nó trong y tế và các nghi lễ tôn giáo. Phần lớn các nền văn minh cổ đều dùng cần sa như một thứ để thanh tẩy và giải độc và mang ý nghĩa như là trong sáng, trong sạch trong các nghi lễ tâm linh. Cần sa, một lịch sử. Trong văn hóa Viking cổ, cần sa gắn với hình ảnh nữ thần Freya, nữ thần của tình yêu và những hệ quả của tình yêu. Hạt cần sa thường được tìm thấy trong mộ của người chết và các văn bản cổ ghi chép lại cho thấy người Bắc Âu cổ đã trồng và thu hoạch cần sa theo mùa vụ, dùng để làm quần áo cũng như là làm thực phẩm dự trữ. Họ tổ chức lễ hội mừng Freya sau mỗi đợt thu hoạch. Họ thường đốt các gốc và rễ cây cần sa, sau đó nhảy múa xung quanh đấy. Trong thần đạo của Nhật Bản, cần sa dùng như biểu tượng của sự thanh tẩy. Quần áo của các pháp sư làm từ cây cần sa và họ dùng lá cần sa như là biểu tượng để trừ tà. Lá cây cần sa cũng được ép để lấy nước, dùng trong các nghi lễ tôn giáo. Cần sa cũng xuất hiện nhiều trong lịch sử của Ấn Độ, đặc biệt đạo Hindu theo nhiều cách khác nhau. Nó là một loại thuốc dân gian truyền thống ở Ấn Độ kể từ thế kỷ thứ tư ở trước công nguyên và được cho rằng có liên hệ mật thiết với sự ra đời của yoga tại vùng đất này. Cần sa trong văn hóa cổ Ấn Độ được coi như là thuốc kích thích tình dục. Sự kết hợp của yoga, cần sa và tình dục được xem như là phương pháp đạt được sự thức tỉnh tinh thần. Hóa ra tập yoga là chưa đủ, phải làm thêm nhiều trò sâu sắc nữa thì mới thông thiên được.
các nền văn minh cổ đánh giá cao cây cần sa, coi nó là cây đa năng khi thân có thể dùng để làm sợi vải, hoa và lá được dùng để làm dược phẩm, lại tương đối dễ trồng, có thể trồng quanh năm ở những vùng đất có khí hậu khác nhau. Người Ba Tư cổ đánh giá cần sa là loài cây quý nhất trong số các cây thực phẩm và y dược. Người Ả Rập có riêng một quyển sách nói về giống cây này. Một nhà sử học Hy Lạp cổ tên là Herodotus đã mô tả người Scythia, một nhóm lớn người Iran du mục ở Trung Á, hít khói từ hạt và hoa cần sa đang cháy âm ỉ trong các văn bản của mình. Đến khoảng thế kỷ thứ 10, hashish, một loại cần sa được hút bằng tẩu, được sử dụng rộng rãi trên khắp Trung Đông. Điều đặc biệt là King Quran của đạo Hồi cấm sử dụng rượu và thuốc phiện, nhưng không cấm cần sa. Ảnh dưới về cây cần sa đến từ một ghi chép vào năm 1753. Tại thời điểm này, cây cần sa vẫn được dùng để cung cấp sợi gai, dùng để dệt vải. Tác dụng y học cũng như cách hút có được ghi chép lại, tuy nhiên không thực sự nổi bật bằng những chất gây nghiện khác ở cùng thời kỳ như là thuốc phiện hay là thuốc lá. So sánh cây cần sa, cây thuốc phiện và cây thuốc lá trong giai đoạn đầu thời kỳ cách mạng công nghiệp, chúng ta có thể thấy sự phổ biến của loại cây thuốc phiện và thuốc lá như một mặt hàng buôn bán chủ lực so với cây cần sa. Lý do nằm ở hai điều. Thứ nhất là thuốc phiện và phần nào là thuốc lá cần những điều kiện chăm sóc và chế biến đặc biệt hơn. Và vì thế hiếm có và trở thành mặt hàng độc quyền của một số nước thời kỳ này như là Anh hay là Hà Lan, vân vân. Cần sa do đặc tính dễ trồng nên mang tính địa phương, thường được sử dụng cho nhiều mục đích, chứ không chỉ là chất kích thích hay là gây nghiện. Một số loại cần sa đóng góp vai trò tương đối quan trọng tại khu vực Đông Âu, Trung Á và Châu Phi như một loại thuốc phiện ở địa phương. Ở Nga, cây cần sa phổ biến đến tận cuối thế kỷ thứ 18, sau dần bị thay thế bởi cây thuốc phiện hàng rêu. Lý do thứ hai liên quan đến kỹ thuật, chiết xuất và pha chế từ cây thuốc phiện dễ hơn là cây cần sa. Từ cuối thế kỷ thứ 18, loài người đã chế ra những thứ cầu kỳ từ cây thuốc phiện và nhanh chóng phổ biến rộng rãi. Ngược lại, những thứ chế từ cây cần sa không được chú ý bằng. Giữa thế kỷ thứ 19, các loại thuốc và hợp chất chế tạo từ cây cần sa đã xuất hiện trên thị trường. Tuy nhiên, không nổi tiếng và được biết đến nhiều như là morphine hay là heroin, vốn là con cháu đích tôn của thuốc phiện. Cần sa, dân chơi mới nổi. Đọc những dòng trên, chúng ta có thể hiểu phần nào cần sa nhẹ hơn thuốc phiện. Điều này dễ hiểu vì hầu hết thuốc phiện hiện nay đều phải qua sơ chế để tăng thêm khả năng tác động vào tâm trí con người. Cần sa ở một khía cạnh khác, khi đến tay người dùng, thường là hàng authentic, rất là real, đôi khi vẫn còn xanh. Hút cần sa giống như là hút thuốc lá, nhưng thay vì giảm căng thẳng thì sẽ thấy bồng bềnh và có phần tăng động. Nhìn chung có vẻ như là giống như vừa uống bia hay là hút thuốc. Đó là lý do vì sao những năm gần đây trên thế giới đang rộ lên phong trào hợp pháp hóa cần sa. Việc dùng cần sa vẫn bị cấm ở hầu như mọi nơi, tuy nhiên có lẽ dần dần việc này sẽ được nới lỏng. Đến đây bạn sẽ tự hỏi vì sao thuốc lá, rượu bia không bị cấm mà cần sa lại bị cấm, mặc dù ảnh hưởng của cần sa không đáng sợ như là nhiều loại chất kích thích hợp pháp khác. Lý do đơn giản là vì cần sa không có ngành công nghiệp đỡ lưng ở đằng sau. Rượu, thuốc lá và thuốc phiện có một lịch sử hào hùng gắn liền với thời kỳ đô hộ và khai phá, đã trở thành một phần trong nền kinh tế thế giới từ những ngày đầu tiên. Cần sa với đặc tính khó chế biến và bảo quản, hầu như đứng ngoài cuộc chơi thời điểm đó. Cần sa chỉ thực sự nổi lên từ tầm những năm 50 của thế kỷ trước, sau lệnh cấm trực diện vào thuốc phiện và các sản phẩm từ thuốc phiện từ năm 1937, cũng như hàng rào thuế quan được dựng lên đối với rượu và thuốc lá sau Thế chiến thứ hai. Một phần công quảng bá đến từ các nhà khoa học, bắt đầu từ các nhà khoa học Israel. Khi tiêm một chất lấy từ cây cần sa vào trong những con khỉ kích động và công bố cho cả thế giới thấy những con khỉ đó đã tự vấn lương tâm và trở nên nhu mì đáng mến ra sao. Thế là phong trào trồng cần sa và tự vấn lương tâm bắt đầu nổi lên ở trên thế giới. Thật ra là nổi trở lại vì cần sa đã được trồng trên thế giới cả ngàn năm. Có thể coi cần sa là dân chơi mới nổi ở trong làng chất kích thích và vừa mới nổi lên thì đã bị đánh tơi bời. Năm 1970, Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã bãi bỏ việc đánh thuế cần sa như là đánh thuế thuốc lá và liệt cần sa vào danh sách ma túy nhóm 1 cùng với heroin, LSD và thuốc lắc. Những chất không có công dụng chữa bệnh và có khả năng lạm dụng cao. Tuy nhiên, cần sa tương đối khác biệt với những chất còn lại. Chúng ta có thể thấy cần sa không có một ngành công nghiệp hay là một thế lực chính trị nào đó lobby ở đằng sau. Và vì thế, dễ trở thành con tốt thí trong các quyết định chính trị. Một dị nghị phổ biến cho cần sa những năm 70 là cần sa được sử dụng nhiều nhất ở khối người Mỹ da đen và được trồng, tiêu thụ phổ biến ở trong cộng đồng này. Điều này lý giải phần nào quyết định cấm hết của Nixon để tránh gây ra những sự phân tranh không đáng cần thiết. Tuy cấm cản là vậy, nhưng cần sa đã được sử dụng gần như phổ biến ở Mỹ ngày nay. Bắt đầu với Cali,
rồi dần dần với các bang của Mỹ cho phép sử dụng cần sa với mục đích y tế. Hiện nay đã có hơn 30 bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ cho phép sử dụng cần sa với mục đích cá nhân. Mục đích cá nhân có thể hiểu là trồng số lượng nhỏ và không được dùng để buôn bán, trao đổi. Ở Việt Nam, nếu sử dụng cho mục đích cá nhân, kiểu trồng vài cây cho đẹp thì sẽ bị phạt hành chính ở lần đầu tiên và án hình sự nếu tái phạm. Tuy nhiên, nếu trồng vài cây và đưa cho người khác dùng, dù chỉ là vài lá, dưới bất kỳ hình thức nào, bạn sẽ đối mặt với án hình sự ngay lần đầu tiên. Tính đến khoảng năm 2013, có khoảng 223 triệu người trên thế giới đã sử dụng cần sa, khoảng 2,7-4,9% dân số toàn cầu, độ tuổi từ 15-65. Đến năm 2015, gần một nửa dân số Mỹ đã từng sử dụng qua cần sa, và 12% đã thừa nhận có sử dụng trong vòng một năm. Cần sa có thể tìm mua ở Mỹ với giá rẻ hơn thuốc lá. So sánh với thuốc lá bị đánh thuế 300%, morphine heroin là sản phẩm độc quyền của bên y tế và chợ đen. Có thể thấy mối quan hệ giữa ba món này đại diện vui cho mối quan hệ của khối doanh nghiệp, nhà nước và dân chúng. Bên nhà nước, quyền lực cao nhất thì đánh thuế cao bên doanh nghiệp nhưng sẽ cho bán để thu thuế. Cuối cùng, độc quyền những cái cần độc quyền để đảm bảo bọn kia đang làm đúng theo cái kịch bản cần làm. Thành phần của cần sa. Trong các hợp chất cannabinoid ở trong cần sa, tetrahydrocannabinoid (THC) là chất đáng kể nhất có ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương của con người. THC là một trong 483 hợp chất được biết đến trong cây cần sa, bao gồm ít nhất 113 hợp chất cannabinoid. Trong cơ thể con người cũng có thụ thể cannabinoid, vốn có tác dụng việc kiến tạo và kích thích cảm giác sau khi sử dụng cần sa. Các thụ thể cannabinoid này thường nằm ở vỏ não trước, tiểu não và hạch nền, sẽ bị tác động và dẫn đến những hành vi phản ứng đặc trưng. Cũng tương tự với cồn, khi có một cách thức gần như là tương tự khi tác động lên cảm giác của chúng ta, các phản ứng sử dụng cần sa không hoàn toàn là cảm giác tích cực. Có người sẽ không cảm thấy gì cho dù có hút một rừng cần sa hay chỉ cảm thấy buồn và ho rớt lưỡi. Đây có lẽ là lý do khiến cho số người bị nghiện và lệ thuộc vào cần sa rất thấp, chỉ khoảng 9%. Con số này chắc chắn thấp hơn thuốc lá, thuốc phiện, ma túy. Một trong số những lý do khác để có thể đặt cần sa ra ngoài nhóm ma túy nhóm 1, đó là việc cần sa và các chế chất từ cần sa khó chế biến hơn so với những chất kích thích khác. Sẽ hầu như không thể luyện cần sa như là luyện thuốc phiện, ví dụ như là cô đặc hơn, tinh khiết hơn. Do cách thức phản ứng trong não bộ khác nhau, cần sa thường chỉ được sử dụng thủ công và khác biệt giữa chất lượng cần sa nằm ở chỉ số THC ở trong sản phẩm. 50 năm trước, chỉ số này ở ngưỡng 2%, giờ đây con số này là từ 4% trở lên, cho thấy bước đột phá khát vọng của con người trong lĩnh vực nghiện ngập. Loại cần sa đang có chỉ số THC cao nhất đó chính là Friday Kush của rapper Ice Cube với chỉ số THC là lên tới 46,2% và 10,78% CBD. Wow! Kết. Chơi cần phần nào giống như là chơi cây cảnh. Bạn sẽ biết về nấm mốc, về ánh sáng, về cách con người và thiên nhiên có thể sống hòa hợp với nhau. Khác biệt ở đây là nếu bạn trồng húng hay là rau mùi thì thỉnh thoảng bạn buồn mồm, nhặt lên bỏ vào miệng được. Còn cần sa sẽ khiến cho bạn tốn nhiều thứ hơn để đi đến bước cuối cùng. Và thường là bước đệm nguy hiểm để bạn đi đến những cái dễ vào khó ra hơn. Cái nguy hiểm của cần sa, ngoài việc có thể tống bạn vào tù, là nó thường được sử dụng cùng với hoặc là như là một bước đệm cho các chất kích thích khác. Khi bạn đã chuẩn bị để thử cần sa, vốn khá là đơn giản, thì bạn có thể chuẩn bị để thử những thứ tiếp theo. Thứ tiếp theo này khả năng sẽ là khá căng thẳng và sẽ được mình giới thiệu ở bài tới. Cocaine, nhập môn ma túy đá. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chính của bài viết. Cocaine là một loại thuốc kích thích được làm từ lá của cây coca có nguồn gốc ở Nam Mỹ. Trong hàng ngàn năm, người dân bản địa ở khu vực rừng nhiệt đới Amazon và dãy núi Andes đã nhai lá coca để tăng sức đề kháng và giải trí. Có vẻ như là giống cây trầu cau ở Việt Nam phết. Các nhà khoa học ở châu Âu lần đầu tiên chiết xuất được cocaine từ lá cây coca từ những năm 1850. Cũng giống như đa số các chất gây nghiện khác, cocaine từng được ca tụng trong y tế cho đến khi người ta phát hiện ra khả năng gây nghiện của chúng. Bài viết nằm trong chuỗi bài viết về những chất gây nghiện, những thú phê pha của con người. Những chất này có thể làm chúng ta vui lên trong giây lát, cũng có thể giúp chúng ta du hành xuyên không gian như đi lên cung trăng tâm sự với chị Thỏ Ngọc. Các bài viết sẽ được thực hiện dưới góc độ cá nhân và không thể hoàn toàn đảm bảo tính chính xác. Coca
thuốc phiện của Nam Mỹ. Cây coca là một trong những loại cây được trồng lâu đời nhất ở Nam Mỹ. Trong văn bản lưu giữ của đế chế Inca có ghi chép về cây coca và được sử dụng trong nghi lễ văn hóa và tôn giáo cũng như sử dụng để nhai hàng ngày. Một truyền thuyết từ khu vực dãy núi Andes kể về câu chuyện của coca, một người phụ nữ có vẻ đẹp giống như chim hoàng yến, có khả năng mê hoặc tất cả mọi người. Nhận thức được vẻ đẹp của mình, coca đã lợi dụng điều đó để làm những điều phi nghĩa. Sự việc tới tay vua của người Inca, ông ra lệnh rằng coca phải bị hiến tế. Từ ngôi mộ của coca đã mọc lên một loại cây mới, loài cây này mang lại sức mạnh và làm giảm bớt đau đớn. Người dân gọi nó là coca, như một cách để tôn vinh người phụ nữ xinh đẹp này. Có thể coi cây coca là thuốc phiện bản địa của khu vực Nam Mỹ trước thời kỳ cách mạng công nghiệp. Về sau, cây coca vẫn được trồng chủ yếu ở khu vực này, tuy nhiên diện tích trồng bị sụt giảm đáng kể. Nguyên nhân đến từ việc thuộc địa hóa của các nước châu Âu đã mang đến các loại cây mới cho vùng này, ví dụ như là mía đường, bông, v.v. Sự can thiệp từ phía nhà thờ cũng là một phần nguyên do. Từ sau thế kỷ thứ 15, sự cải cách và đổi mới về cơ đốc giáo với sự ra đời của nhiều tôn giáo con đã ảnh hưởng đến cấu trúc xã hội của châu Âu. Di dân từ châu Âu sang châu Mỹ cũng là một hệ quả trực tiếp trong sự việc này. Ở những vùng đất mới, cây coca có bị cấm trồng hay không thì tùy vào tôn giáo chính thống ở khu vực đó là gì. Cocaine làm thuốc. Nhà hóa học người Đức Albert Neumann đã chiết xuất được cocaine từ lá coca vào năm 1860. Ở lần thử đầu tiên, ông nhận thấy rằng chất bột màu trắng làm cho lưỡi của ông cảm thấy tê cứng. Cùng thời gian đó, nhà hóa học người Pháp Angelo Mariani đã pha chế một loại thuốc làm từ rượu vang Bordeaux và lá coca. Ông gọi nó là Vin Mariani. Loại thuốc này được bán ra thị trường với lời quảng cáo có thể phục hồi sức khỏe và sinh lực. Hơn 2 thập kỷ sau, từ những ghi chép của Neumann và những nghiên cứu tiếp theo, bác sĩ nhãn khoa người Áo Karl Kohler đã sử dụng cocaine như một loại thuốc gây tê dùng trong phẫu thuật đục thủy tinh thể. Bằng cách nhỏ dung dịch chứa cocaine, các bệnh nhân không phải chịu cảm giác đau đớn khi dao mổ chạm vào mắt của họ nữa. Cocaine và Coca-Cola. Thời hoàng kim của cocaine là cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20. Từ sau thành công của Neumann, cocaine bắt đầu được đại chúng dùng như thuốc gây tê và giảm đau trong phẫu thuật và điều trị hậu kỳ. Thành công của Neumann đã dẫn đến việc nghiên cứu mới về cocaine. Người ta còn phát hiện ra khả năng phục hồi sức khỏe và nâng cao tâm trạng của chất này. Những tác dụng này đã khiến cho cocaine có mặt trong nhiều loại thuốc bổ, kẹo, bánh và nước giải khát thời kỳ này. Cocaine thành công đến nỗi có rất nhiều người nổi tiếng bị nghiện cocaine. Ví dụ như nữ hoàng Victoria, nhà văn Jules Verne hay là nhà thần kinh học Simon Freud. Freud, nhà thần kinh học người Áo, người sáng lập ra lĩnh vực tâm thần học, đã bị mê hoặc bởi cocaine. Thời kỳ đầu sự nghiệp, Freud lạm dụng loại thuốc này và thậm chí viết hẳn một bài báo tên là Uber Coca để ca ngợi về nó. Về sau, khi xuất hiện ngày càng nhiều các ca tử vong vì sử dụng quá liều cocaine, Freud mới ngừng sử dụng. Tuy nhiên, chính ông cũng đã mất 12 năm để cai nghiện. Ông tổ của mọi loại nước giải khát cũng như là nước tăng lực xuất hiện ở thời kỳ này, đó là Coca-Cola. Dược sĩ người Mỹ John Stitt Pemberton, chủ một phòng thí nghiệm và hiệu thuốc tư nhân, thành lập Coca-Cola vào năm 1886 với công thức pha chế đồ uống gồm cocaine và siro có đường. Ban đầu, Pemberton chỉ định sáng chế ra một loại thuốc bình dân giúp chống đau đầu và mệt mỏi. Ông đã mày mò và thử nghiệm, pha chế thành công một loại dung dịch có màu đen như cà phê. Loại siro này trộn với nước lạnh sẽ có thể được một thứ nước giảm nhức đầu và tăng sảng khoái. Công thức ban đầu của Coca-Cola vẫn còn là một bí mật, chỉ biết rằng thành phần quan trọng nhất của loại thức uống này chứa một tỷ lệ nhất định dầu tinh dược chiết xuất từ quả và lá của cây cola. Do chưa được pha với soda, lại mang tiếng là thuốc chữa bệnh nên không thu hút quá nhiều người tiêu dùng. Cả năm đầu tiên, Pemberton mới chỉ bán được 95 lít Coca-Cola. Chỉ về sau khi một người bạn bồi bàn pha Coca-Cola với nước soda thì công chúng mới bắt đầu chú ý. Nhận thức được thị hiếu của khách hàng, Pemberton thay đổi cách thức marketing, giới thiệu Coca-Cola như một loại nước giải khát dành cho tầng lớp trung lưu và nhanh chóng thu được những thành công bước đầu.
chỉ Coca-Cola với hàm lượng đường lớn và một lượng cocaine nhanh chóng gây nghiện trên toàn nước Mỹ và trở nên phổ biến. Công ty đã loại bỏ cocaine khỏi các sản phẩm của mình vào năm 1903 hoặc là 1905 gì đó để tránh rắc rối có thể phát sinh. Do thời điểm này đã xuất hiện những bài báo về tác hại tiềm tàng của việc cocaine xuất hiện trong thực phẩm. Ngoài ra, yếu tố chính trị và chủng tộc cũng ảnh hưởng một phần đến quyết định này khi cocaine bị gắn cho tiếng xấu về những người da đen nổi loạn. Coca-Cola đã tiên đoán đúng. Năm 1914, bộ luật đầu tiên về ma túy của Hoa Kỳ, bộ luật Harrison, đã ra đời và cấm sử dụng cocaine trong thực phẩm. Bộ luật này cũng cấm sử dụng heroin và hạn chế sử dụng morphine cùng nhiều chất gây nghiện khác. Nên nhớ rằng, heroin và morphine vẫn được sử dụng tại châu Âu. Có thể coi Hoa Kỳ là quốc gia tiên phong trong việc sáng tạo và biến đổi cách thức sử dụng và sử dụng quá liều, và luôn biết cách làm người khác phải mê đắm các sản phẩm của mình. Có lẽ, sản phẩm vĩ đại nhất của Hoa Kỳ là tự do. Thời đại này ai cũng yêu tự do, có phải vậy không? Sự trở lại của cocaine. Sau những luật lệ, cocaine vẫn xuất hiện trôi nổi trên thị trường. Tuy nhiên trong giai đoạn này, cocaine bị lép vế trước heroin. Heroin được cho là ít tác dụng phụ hơn, cho một cảm giác tương đối khác biệt so với các loại chất gây nghiện cùng thời kỳ, và giá của nó cũng rẻ hơn nữa. Đó là lý do heroin đánh bật mọi loại ma túy trong giai đoạn của những năm 50 của thế kỷ trước. Heroin chỉ thực sự mất ngôi vua vào tay của các loại ma túy tổng hợp và bị cạnh tranh bởi một người anh em của cocaine là crack cocaine, tên tiếng Việt gọi là đá, và chỉ là một loại đá trong vô vàn các loại tinh thể kỳ ảo có cùng tên. Crack cocaine là cocaine được pha để giảm thành phần và giảm thời gian tác động, rẻ tiền hơn và đi nhanh hơn. Crack cocaine được tạo ra bằng cách hòa tan cocaine dạng bột trong hỗn hợp nước và amoniac và đun sôi cho đến khi hình thành chất rắn. Crack cocaine xuất hiện vào tầm thập niên 80 của thế kỷ trước và được cho là bắt nguồn từ cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Đặc tính của nó là giá rẻ. Crack cocaine trở thành hiện tượng mới trong làng dân chơi xứ cờ hoa. Có thể nói, crack cocaine là thủy tổ của ma túy đá, một dạng thức ma túy mà cách sử dụng là đun. Xem phim thời kỳ này, ta hay thấy các đại gia hay hít. Cái họ hít là cocaine nguyên chất hoặc là heroin, nói chung là những thứ đắt tiền. Còn dân đen thì đun đốt cái gì đấy, và cái thứ họ đun đốt đấy là crack cocaine. Rẻ tiền hơn, dễ vận chuyển và dễ buôn bán hơn. Nhìn vào cách chơi đồ, chúng ta có thể thấy biết được rằng người sử dụng thuộc đẳng cấp nào. Ví dụ như là Mia trong Pulp Fiction 1994, cảnh sốc thuốc trong phim tương đối đúng với thực tế. Tất nhiên, trừ chi tiết còn sống rồi nhé. Nghiên cứu năm 1988 của Cục Thống kê Tư pháp cho thấy việc sử dụng crack cocaine liên quan đến 32% tất cả các vụ giết người và 60% các vụ giết người liên quan đến ma túy ở thành phố New York. Một phần của sự lan tràn này đến từ luật và các dân đen lách luật. Do luật quy định hình phạt dựa trên khối lượng ma túy mang theo người, mà crack cocaine thì phần trăm cocaine thấp nên phạt không ăn thua. Chính vì điều này nên luật đã thay đổi từ năm 1986. Giờ đây, crack cocaine được quy định ở một mức phạt riêng, không liên quan đến cocaine và hàm lượng của cocaine. Phải đến năm 2010 thì luật mới thay đổi một lần nữa, do bị phản đối là phân biệt chủng tộc, cố ý nhắm vào người Mỹ gốc Phi. Ở lần này, số năm tù giảm tối thiểu bị bãi bỏ. Cách thức tác dụng hệ thần kinh của cocaine. Cocaine vốn là một alkaloid có trong lá của cây coca. Chất này tăng tiết norepinephrine, dopamine và tác động serotonin tới hệ thần kinh trung ương và ngoại vi. Ngoài việc cocaine tác động nhiều vào mặt cơ thể và tăng mức độ tiết dopamine trong não người sử dụng, thì cảm giác sử dụng cocaine tương đối gần với cảm giác sử dụng cần sa. Có thể coi cocaine và cần sa là thuốc tăng lực. Tác động norepinephrine vào hệ thần kinh gây ra cảm giác bị kích thích bởi môi trường. Nhịp tim nhanh, tăng huyết áp, giãn đồng tử, vã mồ hôi và tăng thân nhiệt. Đây cũng là một trong những khác biệt đáng kể của các chất ma túy. Một vài chất sẽ khiến cho bạn điên cuồng tự tin hơn. Một vài chất sẽ khiến cho bạn nhắm mắt vi hành xuyên không gian và thời gian. Cocaine thuộc nhóm thứ nhất, trong khi heroin thuộc nhóm thứ hai. Chúng ta hay so sánh cocaine và heroin
vì đây là hai loại ma túy tiêu biểu của thế kỷ trước, trước thời đại ma túy tổng hợp. Nghiên cứu này chỉ ra rằng heroin khó cai nghiện và di chứng lâu dài hơn là cocaine. Nhưng đã nhắc đến, cocaine tương đối mất thị trường vào tay heroin cho đến khi các biến thể của cocaine xuất hiện. Ở đây, chúng ta hiểu đơn giản là nhóm thứ nhất, morphine, heroin sẽ làm giảm bớt chức năng của hệ thần kinh, khiến cho chúng ta cảm thấy bồng bềnh. Nhóm thứ hai, cocaine, nicotine sẽ kích thích chức năng của hệ thần kinh, khiến cho chúng ta bị kích động. Các loại ma túy tổng hợp sẽ chia đều cho hai nhóm tùy vào thành phần hóa học của chúng. Cũng giống như cần sa, vài người có thể miễn nhiễm với cocaine mặc dù tỷ lệ thấp hơn. Ở đây, mối hiểm họa tiềm tàng của cocaine và crack cocaine nằm chính ở tính chất có thể pha tạp của chúng. Đây cũng là cửa ngõ của ma túy đá, vốn là thứ gần như không thể tự cai. Nó giống như một con đường đi thẳng xuống nhanh hơn và để lại nhiều hệ lụy. Nếu xác định chọn một thứ để nghiện ngập tiêu sầu thì nên chọn cái gì bền lâu và bản thân nắm vững được cách chơi để sáng tạo phong cách chơi mang đậm đà bản sắc cá nhân. Còn ma túy đá, thường dân chơi không bao giờ biết chính xác mình đang chơi cái gì và thường chơi để mua một vài cung bậc cảm xúc dạng mì ăn liền. Để thực sự hiểu cách thức các chất hóa học có thể pha vào nhau và tạo ra điều kỳ diệu, aka tạo ra một giấc mơ hoặc là cách tự buff bản thân 100% dũng khí liều lĩnh, thì mời các bạn đón đọc bài viết sau nha. Hãy cùng tìm hiểu với mình xem thầy White ở trong Breaking Bad giỏi đến mức nào, hay chỉ đơn giản đây là một bộ phim mang tính giải trí. Ma túy tổng hợp, thuốc xanh hay là đỏ? Series này được viết và đăng tải trên website spiral.com bởi tác giả Absolutely. Phân loại. Điều đầu tiên để phân biệt ma túy tổng hợp với ma túy có nguồn gốc tự nhiên, ma túy là các hợp chất hóa học. Các hợp chất này có thể chiết xuất từ tự nhiên, ví dụ như là từ cây thuốc phiện, ảnh túc, cây cần sa, cây gai dầu, cây coca, cocaine. Đây được gọi là ma túy tự nhiên. Ở trên là các hợp chất hóa học có khả năng tác dụng lên hệ thần kinh từ cây cần sa. Trong đó, THC, Terahydrocannabinoid là thứ đáng kể nhất. Bằng các phương pháp khoa học, từ cần sa chúng ta có thể thu được THC gần như là nguyên chất. Tiếp theo, chúng ta có ma túy bán tổng hợp. Ma túy bán tổng hợp là những hợp chất được tổng hợp từ các ma túy tự nhiên, tức là chúng được biến tấu, thêm thắt để có tác dụng mạnh hơn. Lấy một ví dụ, morphine C17H19NO3 được lấy từ cây anh túc, phản ứng với acetin chloride hoặc là acetic anhydride sẽ tạo ra heroin như hình ở bên dưới. Đôi HO được thay thế bằng đôi CH3COO. Heroin C21H23NO5 không thể tìm thấy được trong tự nhiên. Ta gọi heroin là ma túy bán tổng hợp. Cuối cùng, ta có ma túy tổng hợp là nhóm các chất ma túy không có trong tự nhiên. Ma túy tổng hợp được tổng hợp nên từ các loại hóa chất. Các hóa chất này được gọi là tiền chất. Có những họ ma túy tổng hợp lớn, ví dụ như là amphetamine hay là MDMA, thuốc lắc. Gọi là họ ở đây bởi vì chúng chia sẻ một phần công thức hóa học và có cách thức tác động lên hệ thần kinh như nhau. Lấy ví dụ như là thuốc lắc, C11H15NO2, cùng một hợp chất này, cùng một cốc, nhưng có thể gắn nhiều đuôi khác nhau. Hoặc có thể là đồng đẳng, đồng phân với nhau. Hãy cùng phân tích một case study để hiểu thêm về điều này. Breaking Bad, a case study. Ở trong Breaking Bad, thầy White của chúng ta đã chế tạo ra meth có độ tinh khiết là 99,1%, đặt tên chúng là Blue Sky. Vậy Blue Sky kỳ diệu như thế nào? 99,1% có ý nghĩa gì và tại sao thiên hạ lại phát điên lên về con số đó? 99,1% là độ tinh khiết của sản phẩm so với sản phẩm mẫu. Giả sử sản phẩm mẫu có độ tinh khiết 100%, tức là Blue Sky có độ tinh khiết tuyệt đối là 99,1% nhân 100% bằng 99,1%. Ví dụ, 100g sản phẩm sẽ có 99,1g meth. Ở đây bạn sẽ có hai câu hỏi: tại sao không so sánh luôn với 100%? Và 2. 99,1% khó đến mức nào? 1. Vì tùy từng sản phẩm và tùy từng thị trường, có những sản phẩm mẫu có độ tinh khiết chỉ đạt độ tối đa là 90,95% do khoa học. Nên giả sử sản phẩm mẫu đạt đến 90%, sản phẩm của bạn đạt 80%, thì độ tinh khiết của sản phẩm của bạn sẽ là xấp xỉ 89%. Ngày nay, meth có thể đạt tới 100%, chứ trong quá khứ con số này sẽ thấp hơn.
Ngoài ra, một số chất gây nghiện cũng có những con số khác nhau và thay đổi theo thời gian. 2. Thật ra để đạt độ tinh khiết cao không hề khó. Cái khó ở đây là đạt được điều đó trong một cái thùng xe tải. Về cơ bản, ma túy là món hàng siêu lợi nhuận. Việc các tập đoàn ma túy đầu tư để chế ra món ma túy 100% cũng không phải là khó khăn gì. Tuy nhiên, dưới góc độ kinh tế thì lại là câu chuyện khác. Từ nơi sản xuất về tay con nghiện sẽ phải qua chán vạn người. Lúc về tay con nghiện chắc chỉ 50-70%. Dễ hiểu là không chùm ma túy nào bỏ tiền núi ra để tạo ra ma túy 99-100% cả. Cái đó chỉ để đi khoe, không thành lợi nhuận được. Ở đây, trong Breaking Bad, con số 99,1% này hay ho bởi vì nó được chế ở trong thùng xe tải. Tại đây chúng ta tiếp tục tự hỏi, vậy 0,9% còn lại là cái gì? Nó vẫn là meth, nhưng nó lại là một đứa em song sinh mà không ai muốn, hai đồng phân của methamphetamine. Về cơ bản, có rất nhiều cách để tổng hợp ra meth. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp, sẽ luôn xuất hiện một sản phẩm phụ là L-meth, một đồng phân hình học của R-meth, tức là meth hàng real, và việc tách hai đứa sinh đôi này ra rất khó khăn và tốn kém. Chúng ta có thể hiểu rằng thầy White đã tìm ra một cách để phân tách được hai đứa này, hoặc đã tìm ra cách để tạo ra R-meth. Trong đoạn phim dưới đây thì có vẻ như là cách 2. Bằng một cách thức nào đó, với cùng một lượng nguyên liệu cũ, thầy White đã tạo ra gần như gấp đôi lượng R-meth. Việc này tất nhiên là có yếu tố điện ảnh rồi. Ngoài ra, nếu như trong phim thầy White bảo là dùng chất xúc tác kim loại thì đó có thể là lý do Blue Sky có màu xanh. Dựa vào màu xanh đó, chúng ta có thể đoán được là thầy dùng chất gì. Tuy nhiên, cũng có thể màu xanh này là một yếu tố điện ảnh mà thôi. Meth càng 100% thì nó càng trong suốt chứ không có màu. Nhìn tựa tựa như hạt mì chính nhưng mà to hơn vậy. Oh my god, MSG is salt on crack. Một số họ ma túy tổng hợp lớn. Chúng ta hãy điểm qua một số họ ma túy tổng hợp. Họ nhà LSD, họ nhà meth và họ nhà... Việc phân loại này hoàn toàn mang tính cá nhân. Họ LSD bao gồm LSD và thuốc lắc. LSD hoặc acid lysergic diethylamine là tên chung của một nhóm các chất kích thích ảo giác có nguồn gốc từ một loại nấm ký sinh mọc trên lúa mạch đen, được gọi là ergot. Các tính chất của LSD được phát hiện lần đầu vào năm 1943 bởi Albert Hofmann, một nhà hóa học người Thụy Sĩ. LSD đầu tiên được đặt là LSD-25, mô tả đầu tiên về LSD đến từ chính Hofmann. Ông nói rằng nó cực kỳ kích thích trí tưởng tượng. LSD nổi lên từ thập niên 60 của thế kỷ trước. Ở thời điểm này, LSD được sử dụng hợp pháp và đã xuất hiện nhiều trong các ấn phẩm văn hóa nghệ thuật. Steve Jobs cũng ghi chép về thời gian ông sử dụng LSD và ông nói rằng LSD đã giúp ông nghĩ và đầu óc hoạt động được tốt hơn. LSD khó gây nghiện hơn các chất còn lại, có thể hiểu là nó gây ảo giác và rối loạn nhận thức, chứ không phải là giải phóng cái gì ở trong đầu cả. Tuy nhiên, cũng vì lý do này nên LSD hay được sử dụng cùng với nhiều loại ma túy khác, biến nó thành một loại ma túy dẫn đường. Ở Việt Nam, LSD còn được gọi là tem. Anh em cọc trèo với LSD là thuốc lắc. Tiền thân của thuốc lắc là thuốc cầm máu, xuất hiện ở Đức vào năm 1914. Có thể coi thuốc lắc là LSD cộng với cả cocaine, vốn là thứ thiên biến vạn hóa nhất thị trường. Một dân chơi mới vào nghề sẽ không hiểu được cái mình đang dùng là gì, vì trăm hoa đua nở từ cái tên cho đến tác dụng. Dân chơi Việt hay gọi đơn giản là thuốc, hoặc tên riêng như là B29, xám, vân vân. Lý do cho sự trăm hoa đua nở này là bởi vì chế tạo thuốc lắc tương đối dễ dàng. Về cơ bản, tạo ra thuốc lắc dễ hơn tạo ra meth. Bạn đã nhìn thấy thầy White tạo ra meth 99,1% từ cái thùng xe tải rồi đấy. Thuốc lắc và LSD hay thường được nhắc đến với nhau bởi vì tuy cấu trúc hóa học khác nhau nhưng cách thức và cảm giác đặc trưng mang lại gần như nhau. Đó là sự thay đổi về thị giác và cảm nhận không gian. Thuốc lắc thường được coi là safe trip hơn là LSD, trong khi LSD lại mang lại nhiều hình ảnh hơn. Nhóm thứ hai là amphetamine, methamphetamine. Nhìn cái tên là biết là chúng có bà con với nhau rồi. Methamphetamine có thể được coi là cháu của amphetamine, anh em kết nghĩa của cocaine. Ba đứa này đều kích thích đầu óc và có cách thức gần giống như là cocaine. Khác biệt lớn nhất giữa hai đứa là meth tác dụng lên đầu nhiều hơn và xuống thân ít hơn so với amphê. Ở đây, chúng ta hiểu rằng các hiệu ứng như là tăng nhịp tim, tăng huyết áp và thân nhiệt sẽ xảy ra ở amphê nhiều hơn là so với meth. Meth trầm lắng nhưng bù lại sẽ làm cho não bạn bung bét hơn. Nhóm thứ hai này về cơ bản là trung hòa cho nhóm đầu và nhóm thứ ba. Mặc dù cũng là các hợp chất kích thích nhưng meth và amph sẽ không kích thích hành vi của con người một cách điên loạn như LSD hay là thuốc lắc. Vì thế, LSD hay là thuốc lắc hay được dùng để party, để bay ở ngoài đời,
còn meth và amph hay là heroin là thường để bay trong đầu. Và vì thế hay làm cho các con nghiện hoang tưởng, các vụ trọng án hầu hết là đến từ nhóm này. Nhóm thứ 3 tương phản với hai nhóm đầu là loại thuốc làm suy giảm hoặc là biến đổi chức năng hệ thần kinh, điển hình như là ketamin, nấm, bóng cười. Ketamin hay được gọi các dân chơi gọi là ke. Nghe phát biết nhà này nhạc gì luôn. Hay sử dụng sau khi phê đá hoặc là phê thuốc lắc. Để giảm bớt tác động kích thích, khởi nguồn của ketamin là thuốc gây mê ở trong y học. Tương tự bóng cười hay là nấm đều là các chất gây mê. Về sau được lạm dụng để giải trí, hóa ra con người có một cái nhu cầu mê mạc rất là lớn. Ngoài ra chúng ta còn có nhiều loại ma túy khác với cách thức tác dụng vô thiên ngàn. Có thể kể đến như là nước biển, muối, cần sa tổng hợp. Mỗi ngày đều có một loại ma túy mới ra đời, lý do bởi vì con người rất dễ bị kích thích bởi một nhóm các hợp chất nhất định. Nhiều người trong chúng ta sẽ thậm chí nghiện mùi xăng, nghiện mùi nhựa cháy hoặc là kéo đốt. Khi ngửi mùi đó, nhiều người thấy say. Con người không chỉ thích mít thơm, hoa sữa, mùi mưa, mùi gió, aka những cái tự nhiên. Con người có thể thích những cái kỳ cục, những cái có thể đang được chế ra hàng ngày. Đây là thời đại của con người, thay vì tìm trong tự nhiên, sẽ nhìn vào chính bản thân mình và tạo ra những cái mới. Ma túy không nằm ngoài quy luật này, có lẽ thứ ma túy tận cùng của con người chính là hai viên thuốc này. Kết. Vấn đề với ma túy là nó bắt đầu và kết thúc theo những cách khác xa với tưởng tượng của chúng ta. Truyền thông nói đúng nhưng không nói đủ. Lý do là với đại chúng, đôi khi không nói tốt hơn là nói hết. Ví dụ như là ma túy đá, meth. Lần đầu tiên đập đá không khiến cho bạn cầm dao giết người, cũng tương tự như là heroin. Một lần hút heroin không biến bạn thành một cái xác không hồn có giọng nói thều thào. Thật sự ở lần đầu tiên, với liều lượng hạn chế, bạn sẽ thấy bất cứ thứ gì cũng khiến bạn tuyệt vời. Meth sẽ khiến cho bạn cảm thấy sung sức và đầy tự tin, cùng một cảm giác như muốn lao đi về phía trước. Và đột nhiên, sau nhiều tháng bỏ bê, bạn thực sự đứng lên hoàn thành một việc đã vướng bận hoặc là nỗi đau mà bạn đang cảm thấy. Và khiến cho mọi thứ trở nên thú vị hơn, ngay cả khi trước đó bạn đã chìm sâu vào trầm cảm. Đó là vấn đề của ma túy, nó làm mọi thứ trở nên tuyệt vời quá mức cần thiết, bỏ qua yếu tố sức khỏe. Vốn ma túy đến tay người dùng cuối sẽ được pha trộn với rất nhiều các chất độc để giảm giá bán. Khi ma túy sẽ phá đi cơ chế thưởng phạt bình thường trong não người. Nó trông giống như một con đường đi thẳng tới Utopia. Tiếc rằng sẽ không phải là Utopia. Một ngày bạn đi làm về, mệt mỏi, căng thẳng và khó chịu, nhưng bạn vẫn giữ một nét mặt hòa hậu thân thiện với sếp vì muốn lên chức, với vợ con. Sao em nói lắm thế, em im đi có được không? Thế nên lúc về nhà, nịnh vợ nịnh con xong rồi thì bạn ngồi xuống tự tận hưởng vài phút cho riêng mình. Bạn tự kiểm điểm bản thân, bạn đi làm, đóng thuế đầy đủ, trên kính sếp, dưới quý nhân viên, vậy là hoàn thành nhiệm vụ xã hội. Mang được tiền lương về lo cho vợ con, cố gắng dịu dàng và ân cần, vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ gia đình. Lúc đó, não bạn sẽ tiết ra endorphin và oxytocin, khiến cho bạn cảm thấy êm ả, dễ chịu và buồn ngủ. Đây là một cơ chế thưởng phạt bình thường của não người. Hãy nhìn mà xem, tốn 10 tiếng một ngày vất vả để có 10 đến 15 phút feel good. Việc đó là bình thường trong lịch sử con người, thậm chí là trong quá khứ, con người phải tốn hàng tuần, hàng tháng để được feel good. Nhưng ngày nay, việc đó thật dễ dàng, chỉ với một phong cần giá 120.000 là bạn đã có thể feel good cả buổi tối rồi. Vấn đề ở đây, ở góc nhìn xã hội là các chất ma túy đang phá hủy động lực tự thân của con người. Ở góc nhìn cá nhân, ngoài việc hủy hoại sức khỏe do dùng các ma túy pha là chính, thì việc sử dụng ma túy sẽ khiến cho cơ thể con người, cả về thể chất lẫn tinh thần đều bị phụ thuộc vào ma túy. Và từ đó ràng buộc và hạn chế con người trong các lựa chọn cá nhân. Ví dụ, bạn bị điểm kém, hút cần. Vậy từ đó trong đầu bạn sẽ tự động hút cần mỗi khi bạn bị điểm kém, và lâu dần bạn sẽ coi đó là bình thường. Trong khi có rất nhiều lựa chọn khác, ví dụ như là bị điểm kém, cố gắng học, được điểm tốt. Quá trình con người trưởng thành yêu cầu rất nhiều sự thay đổi, từ bản thể đứa trẻ ích kỷ đến bản thể người có trách nhiệm đóng góp. Nên giả sử, cứ hút cần mãi mà giải quyết được vấn đề cảm xúc thì không ai cần cố gắng thay đổi nữa. Ma túy hay dạng thức thấp hơn là rượu bia thuốc lá là một cách thức, một thuốc để con người đương đầu với các vấn đề hiện tại. Thuốc nào cũng có độ tuổi giới hạn và cách sử dụng. Và vì thế có thể coi rượu bia là một loại thuốc tâm hồn, có độ tuổi giới hạn là 18 và giới hạn sử dụng là các quy định trong pháp luật, cấm lái xe, cấm sử dụng trong công việc. Ma túy từ thứ nhẹ nhàng nhất như cần đến thứ nặng đô như là heroin cũng có thể coi là thuốc tâm hồn để chữa những phát sinh trong xã hội hiện đại. Chỉ có điều nó nặng đô hơn rất nhiều và con người cũng chưa thể phân loại và có cách sử dụng hợp lý. Rất dễ bị lạm dụng,
lợi bất cập hại, thế nên là cấm. Nhớ là không sử dụng ma túy dưới mọi hình thức. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!